Sau khi chia tay quê nhà, nơi theo Annas chìm trong giấc ngủ kéo dài một thiên niên kỷ, nữ hoàng đã thức giấc, tỏa ra ánh nắng rực rỡ, một sáng như ngôi sao. Là một trong những chiến binh dũng cảm chống lại cuộc xâm lăng lần đầu của phe bóng tối, theo Annas, với kỹ năng bắn cung tuyệt vời của nàng đã trở thành huyền thoại, là chủ đề ngợi ca của bài hát và áng thơ qua nhiều thế kỷ. Chiến công xuất sắc và vang dội nhất của theo Annas chính là trận chiến cuối cùng chống lại đội quân xâm lăng, mũi tên kết liễu chúa tể bóng tối. Chính mũi tên này đã cứu tất cả sinh vật không được thần linh bảo hộ sống sót qua thời khắc đen tối nhất lịch sử. Tuy nhiên, theo Annas đã phải trả giá đắt là cơ thể và trí óc của nàng bị ăn mòn bởi sức mạnh hắc ám của chúa tể bóng tối. Trong giây phút hấp hối, nàng buộc phải phong ấn bản thân và tiến vào giấc ngủ sâu, kéo dài hàng ngàn năm cho đến khi toàn bộ sức mạnh hắc ám trong người được vô hiệu hóa hoàn toàn. Trong thời gian nàng ngủ, Malak, kẻ kế vị của chúa tể bóng tối, đã cố gắng phá vỡ phong ấn nhằm chiếm đoạt sức mạnh tối tăm bên trong theo Annas. Tuy nhiên phong ấn trên người nàng mạnh hơn hắn tưởng tượng. Nhìn thấy cơ hội của mình trong cuộc xâm lược lần thứ hai của phe bóng tối, Malak phát động một cuộc tấn công nhằm thảm sát khu rừng chạng vạng, buộc theo Annas phá vỡ phong ấn và trở lại chiến trường. Những vết tích trên gương mặt nàng cho thấy theo Annas đã phải cố gắng chịu đựng suốt ngàn năm qua và giờ nàng hoàn toàn làm chủ nguồn sức mạnh bóng tối trong cơ thể. Đối mặt với binh đoàn quỷ dữ, theo Annas một lần nữa cầm cung để bảo vệ cuộc sống của tất cả các sinh vật. Ánh rực rỡ của ngôi sao sáng sẽ mãi mãi bảo vệ mảnh đất này.